yêu mẹ, kính cha, cho con chủ hiếu mới là đạo con. Và từ đây, ai đối với dân tay trong tay, góp từng ly rượu để dâng lên nhà người cha, người mẹ, những người đã có công sinh thành nuôi dưỡng mình, chúc mình một hình hài, một tương lai và cuộc sống như ngày hôm nay. Thì đầu tiên, đôi trẻ sẽ nâng những ly rượu để dâng lên thân sinh phù mẫu của cô dâu cùng với một vị đại diện họ nhà gái. Hai tay nâng chén rượu hồng, kính cha thưa mẹ, con theo chồng làm dâu. Đó là lời cô dâu Hồng Nhung muốn nói, nhắn gửi đến người bố người mẹ của mình. Thì,